Cô Đăng Phong ơi, cậu đã biết là tôi, nếu cậu nói chuyện với tôi lâu, cậu sẽ thấy là tôi tôn trọng sự thật. Mà chính vì sự thật mà cái tác phẩm Thép Đen của tôi đã từ 20 năm nay rồi, mà có nhiều tác phẩm cậu đã biết đấy. Họ nhiều người viết lắm chứ, nhiều loại sách vở lắm, nhưng mà 5 năm, 3 năm rồi nó tìm đi. Đấy là cái chung có nhiều người họ nói với tôi đó. Nhưng tác phẩm Thép Đen của tôi không hề quảng cáo, cậu đã biết. Ngay cái tên của tôi cũng là tên không phải Đặng Chí Bình đấy đâu, có phải là tên thật của tôi, phải không cậu? Thế thì bây giờ tôi tôn trọng sự thật. Câu hỏi cô vừa rồi thì hiện nay gọi là bà xã đang ngồi trước mặt tôi ở cùng một cái bàn ở dưới cái bếp này. Cậu Nam Phong có liếc nhìn gì chú không? Có mặt cô có mặt căm hờn hay là sao không ạ? Không có, đang cười. Dạ, đang cười ạ. Bài chứng của nhà tôi không? Có cần nghe cái vài tiếng chào của cái ở trong cuốn 4 rõ ràng về cái cô này là Vũ Thị Hoa. Tôi nói chuyện thật, người thật, việc thật mà, tên thật mà. Tất cả những chuyện của tôi nó là chuyện thật hết, thưa cậu. Dạ vâng, cháu xin cảm ơn chú. Thưa chú, bây giờ trong diễn đàn có những vị thính giả đang muốn đặt câu hỏi với chú được không, thưa chú? Tôi sẵn sàng. Trong vấn đề, trong phạm vi hiểu biết của tôi, thì sợ những gì ngoài tầm hiểu biết của tôi thì tôi không dám có ý kiến. Dạ vâng, thưa chú, thưa quý vị, bây giờ thì Nguyễn Đăng Phong xin được mời quý vị, thưa chú Đặng Chí Bình nghe câu hỏi đầu tiên của một vị thính giả tên là Với Cam, phải không ạ? Xin mời Với Cam ạ, với câu hỏi đầu tiên trong cuộc tâm sự với lại ông Đặng Chí Bình hôm nay. Xin mời Với Cam ạ. Hello, xin chào. em Nguyễn Đăng Phong và chị tên là Huệ Cầm. Chị xin chào, tôi xin chào ông Đặng Chí Bình, tác giả Thiên Hồi Ký Thép Đen. Thưa ông có nghe không ạ? Tôi rất ngưỡng phục với cuốn Thép Đen của ông và với cái tấm lòng của ông với đất nước, làm cho tôi rất là ngưỡng phục. Và từ đó tôi cảm thấy rằng tôi biết thêm được về cái sự độc ác của Cộng sản. Thì tôi muốn hỏi ông, trong cái thế giới Cộng sản hiện nay, cái độc ác đó nó có thể sụp đổ hay không? Xin có thể ông trả lời cho tôi. Và sau khi ông trả lời thì tôi có làm cho ông một bài thơ. Và sau khi ông là trả lời tôi xong, tôi sẽ đọc bài thơ tôi tặng cho ông 12 câu. Xin cảm ơn ông Đặng Chí Bình. Câu chuyện của cô hỏi cái đó thì có một câu nhưng nó dài, nó rộng lắm. Vậy thì tôi cũng vì tôn trọng, tôi xin trả lời thôi. Nhưng để làm sao để sáng tỏ cái câu tôi trả lời thì lại là một chuyện tương đối dài. Bây giờ tôi chỉ trả lời rằng ác độc nghề từ xưa đến nay, từ ngàn xưa khi có loài người, thấy cái gì mà tàn độc mà không đi theo cái chung của loài người thì nó sẽ phải mất đi, chỉ có một sớm hay là một chiều, tức là dài lâu hay là nhanh chóng, có thế thôi. Đấy là cái nhìn chung. Rồi thưa mấy cô, bây giờ một người đã 75 tuổi, người ta bảo thất thập cổ lai hy thì nhìn cuộc đời. Và thưa mấy cô, ngay trong cuốn 4 của tôi cũng có nói, tôi cũng biết ở trong cuốn 4 rõ ràng. Đấy là cái tâm tư của tôi, là tôi có nói thế này. Thực sự, tôi nói với tất cả quý vị của Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, với cái hiểu biết của tôi, thì các quý vị đã có tất cả những cái mà một con người mong có: danh vọng, tiền tài, vân vân, có đủ hết rồi. Vậy thì tôi chỉ mong rằng cái gì nó có một cái giới hạn,
hãy làm sao ngừng lại và lo thực sự cho dân, cho nước. Chứ tôi đau lòng lắm. Tôi nói lên đó là trượt một ý nghĩ nó loáng trong đầu tôi. Chưa bao giờ dân tộc tôi nói những lời mà tôi xúc động lắm. Cô thương với cô, tại sao mà bây giờ đất nước thì lại cứ phải đi cung phụ? Cái này thì nó đã rõ ràng, rất nhiều người biết rồi. Trời ơi, chưa bao giờ con gái, phụ nữ, đàn bà của nước tôi từ ngàn xưa, từ cổ xưa, từ cái khi mà tôi nghe đọc trong cổ sử trong nước cũng chưa bao giờ phải đem làm một món hàng đi bán đi khắp các cái nước ở xung quanh. Đau thương lắm, tôi hình ảnh ở trong một cái lần tôi thoáng, tôi xem thấy một bức hình mà 139 cô gái Việt Nam cởi chân chuồng để cho mấy người đại Hàn. Trời ơi, nó đau lắm thưa cô. Đấy, thưa mấy các quý vị. Thì thưa mấy các quý vị, những cái đó rồi nó phải mất đi. Tôi bảo đảm nó không bao giờ, dân tộc Việt Nam chúng ta không bao giờ bị như thế đâu, mãi mãi đâu. Dù bất cứ dưới hình thức nào. Thưa mấy cô, vậy cho nên rằng tôi, dù tôi có chết bây giờ thì cũng vẫn tin tưởng sắt đá là nó sẽ phải tan, nó sẽ phải mất đi. Thưa mấy cô về cập. Dạ vâng, xin cảm ơn chú ạ. Và sau đây thì Nguyễn Văn Phong xin được mời chú nghe câu hỏi kế tiếp của một vị thính giả khác cũng ở Hoa Kỳ. Xin mời anh Đạt Má. Xin mời anh Đạt Má. Chào Bạch Mà, xin mến chào ông bà cô bác quý anh chị. Xin chào ông Đặng Chí Bình, tác giả của cuốn sách đen. Thưa ông, Bạch Mà có đọc một cái cuốn sách đầu tiên của ông đó. Cái đoạn mà ông viết lúc mà ông dạy toán ra Hà Nội và ông ở lại Hà Nội một thời gian đó. Thì cái nhìn của ông lúc bấy giờ thanh niên của Hà Nội họ nghĩ gì về đất nước không? Và họ có một cái lòng yêu nước hay là lúc đó họ, cái cảm giác của ông lúc họ nhìn, ông nhìn cái thanh niên tuổi trẻ lúc bấy giờ ở Hà Nội họ như thế nào phải không? Và trong cái cuốn một đó, cái cuốn một, cuốn hai, khi mà ông đang ở tù thì ông có kể ông có một người y tá ở trong tù đó rất là thương ông. Không biết nhắc lại cái này bác gái ngồi bên có ghen hay không. Cái cô y tá rất là thương yêu ông và cô này rất là chăm sóc cho ông, rất là tận tình. Vậy thì sau khi ông ra khỏi tù, ông có liên lạc được cái người đó không? Và bây giờ cái cô y tá đó bây giờ là ở đâu ông? Hay là cô đó trở thành một cán bộ cấp lớn ở trong Đảng Cộng sản bây giờ không? Dạ, xin cảm ơn ông. Tên mà tôi chưa nghe. Anh Bạch Mã. Anh Bạch Mã, vâng, tôi xin cảm ơn cậu Bạch Mã. Tôi chắc được các gọi như thế vì 75 tuổi chắc chắn là cũng đọc của cậu thì thì làm sao cho nên cho các tôi gọi mà tôi mạnh mạo là gọi cậu Bạch Mã nhé. Thì bây giờ tôi xin trả lời xem này. Câu hỏi của cậu là như thế là cậu đọc cũng chưa chính xác của tôi. Tôi không hề nhảy ra bắt. Và nghe thấy tôi chỉ có một mình len lỏi bằng một chiếc thuyền đánh cá lẫn lộn để đi vào đổ bộ ở chỗ Hà Tĩnh. Rồi tôi mần mò qua các tỉnh này đường kia để mần mò để trở về Hà Nội. Vì địa bàn hoạt động của tôi là Hà Nội. Do đó mà tôi mới được tiếp xúc, được nhìn thấy nhiều cảnh quê hương. Những cái lần mò của tôi vừa với cậu Bạch Mã. Rồi cho đến khi Hà Nội, rồi khi mà tôi bị phát hiện, tôi đã trao được một, hai tài liệu, rồi thì tôi mới bị phát hiện. Thì tôi cũng lại tương kế, tiệu kế lúc đó. Coi như tôi đã thấy nó đã phát hiện, họ đã phản tán Hà Nội đã phát hiện ra tôi, nhưng tôi coi như tôi không hề biết. Mặc dù lúc đó là tôi đã nằm ở trong cái nồi giang rồi, không có chạy đâu được nữa rồi. Bởi vì thưa mấy cậu, nó không giống như ở như các cái thành phố của các nước tư bản. Về dưới chế độ của miền Bắc lúc đó, ngay Hà Nội hầu hết toàn là xe đạp thì không còn có trốn đâu được nữa, không có chạy đâu được nữa. Mà khi họ mỗi khi họ phát hiện phản gián của họ là thường thường có đến 5